Rồi một cái hộp này, cái này gọi là An Cung Tổ Kén, Cang Đông, Hàn Quốc. À, cái này dành để cho những người mà phòng ngừa đột quỵ, những người mà nào mà có dấu hiệu mà hoa mắt chóng mặt rồi tức ngực rồi này nọ đó, là mình mua về mình uống để mình phòng ngừa đột quỵ. Một cái hộp này 10 viên nha, một cái hộp 10 viên. Đây cái viên nó sẽ như thế này, trong này có 10 hộp nhỏ này, mỗi hộp nhỏ thì nó là một viên, mình uống để mình phòng ngừa đột quỵ nha. Đây, cái người nào chưa bao giờ bị là uống để phòng ngừa, còn người mà bị tai biến rồi á thì uống để tránh tái lại. À, một hộp 10 viên, 250 một viên. Một cái viên này mình có thể nhai một lần hết luôn hoặc là mình chia làm hai lần nha. Nhưng mà một tháng thì chỉ sử dụng một viên thôi, không có sử dụng nhiều. Còn người nào mà điều trị á, hỗ trợ điều trị á, thì là liệu trình 3 đến 5 hộp nha, liệu trình 3 đến 5 hộp. Cái hàng này rất là nổi tiếng của Hàn Quốc, An Cung Tổ Kén Cang Đông nha mọi người. Nếu mà người ta bán rẻ hơn cái giá mà 2 triệu mọi người đừng có mua nha. Tại vì mình mua là nó không được cái giá đó rồi, thì mọi người mua mà cái giá mà dưới 2 triệu đó là cái giá nó bất thường nha. Cái giá đó hàng nó không có đảm bảo chất lượng á. Nha mọi người, cái hàng này mọi người phải mua là cái giá mà trên 2 triệu mới là giá đúng của nó nha. Tại vì mình nhập vô là chưa được 2 triệu, đã không được dưới 2 triệu thì sao mọi người mua được 2 triệu. Dưới 2 triệu thì nó là hàng không phải là hàng loại 1 nha, không phải là hàng chuẩn á, nha nhà mình. Đó. Mọi người có thể mua từ 3 viên nha, có thể mua từ 3 viên. Còn nguyên mua nguyên hộp là 2 triệu rưỡi nha, mua nguyên hộp thì mình sẽ miễn ship. Rồi, ai muốn phòng ngừa đột quỵ thì mua. Nhà có người lớn, người cao huyết áp nè, những người cao huyết áp thì dễ bị đột quỵ nha. Rồi những người nó có cái dấu hiệu đột quỵ đó, cái dấu hiệu đột quỵ thì để mình giới thiệu cho mọi người cái dấu hiệu đột quỵ nè. Dấu hiệu đột quỵ. Dấu hiệu là thứ nhất là khuôn mặt bị mất cân đối nha. Mất cân đối là nó có dấu hiệu rồi đó. Yếu liệt mạch, một bên mạch bị chảy xệ, cười méo mó, đột ngột, cử động khó khăn. Nó làm những cái dấu hiệu là sắp đột quỵ nên là phải uống nha. Còn đợi mà nó đột quỵ rồi mới uống thì lúc đó là mệt rồi mọi người. Tiền sử gia đình từng có người bị đột quỵ, đặc biệt là đột quỵ trẻ trước 40 tuổi. Người đã từng bị đột quỵ, người từng bị tăng huyết áp là người đó có dấu hiệu đó nha mọi người, là phải uống á. Người bị tim mạch bẩm sinh hoặc là bệnh mạch vành rung nhĩ, người bị tiểu đường là cái nguy cơ đột quỵ cao á. Người hút thuốc lá tiếp xúc với khói thuốc trong một thời gian dài, người ít ăn rau xanh, ăn uống kém lành mạnh, thường xuyên ăn nhiều thức ăn dầu mỡ và chất béo, người đó cũng nguy cơ đột quỵ cao nha. Người bị nghiện rượu hoặc là uống nhiều rượu bia, thức uống có cồn, người ít vận động rèn luyện sức khỏe, người béo phì. À mọi người. Như vậy thì những cái người đó là nên, ví dụ như cái người nào mà đột ngột mà nhức đầu mà hay chóng mặt dữ dội á là cũng nên uống nha. Đột ngột mất thị lực cũng là cái dấu hiệu đột quỵ nha mọi người. Đó, đột ngột mà mất thị lực á là cũng dấu hiệu đột quỵ nè. Rồi giọng nói thay đổi, nói ngọng, nói dính chữ là dấu hiệu đột quỵ là phải uống nha. Như vậy mọi người để ý là cái mạch á, cái cử là cái biểu hiện trên mạch là rất là rõ nha, méo nè hoặc là chảy xệ hoặc gì đó, tức là cái trên cơ mặt mà nó biến đổi đó là có dấu hiệu đột quỵ, hoặc là cử động khó khăn là cũng có dấu hiệu nha, giọng nói thay đổi là cũng có dấu hiệu nha, là mọi người là phải uống trước khi mà nó bị nha mọi người, chứ còn bị đột quỵ rồi á, thì chữa trị rất là vất vả, bị rồi thì khổ rồi đó nha, do đó phải mình uống phòng ngừa. Một hộp 10 viên là 2 triệu rưỡi nha nhà mình. Đó, ai nằm trong cái trường hợp đó thì mọi người thấy mà nó bị tới nơi đã là phải lo uống trước nha. Đối với huyết áp mà lên đột ngột là phải uống vô nha. Rồi đi giới thiệu nhà mình cái trà. Trà hồng sâm nha. Trà hồng sâm nha. Trà hồng sâm này một hộp là 100 gói nha, 100 gói. 350 một hộp, nay sale còn 300 nha. Đó. Quà tặng, quà biếu hoặc là đem đi học đi chơi gì cũng được, trong này nó 100 gói nhỏ, mọi người cứ tháo ra là bỏ vô nước là lắc lắc lên là uống thôi, nó tự tan, trà sâm hòa tan nha. 300 ngàn một hộp.
Còn cái này này là bột mầm lúa mạch nha mọi người, bột mầm lúa mạch. Mà trong này nó bổ sung thêm một số rau củ nữa. Thì cái thành phần trong này đọc cho mọi người nghe nè. À, có giá trị dinh dưỡng cao và được biết đến như một thực phẩm thiên nhiên hoàn hảo nhất, là sự kết hợp của các vitamin khoáng chất, chứa lượng canxi gấp 11 lần trong sữa bò, lượng chất sắt gấp 5 lần trong rau chân vịt, vitamin C là gấp 7 lần trong nước cam. Đó. Và ngoài ra còn rất nhiều vitamin khoáng chất khác trong này. Một cái thành phần nó rất là dài, các loại vitamin khoáng chất. Đó, đây là một cái loại thực phẩm là cao cấp đó mọi người. Những người nào lười ăn rau, những người ăn ít rau, những người muốn tăng cường sức khỏe, những người muốn đẹp da, những người bị táo bón, nói chung ai uống cũng tốt. Đây, một cái túi là nó, một hộp nó là 44 tép này nha nhà mình, 44 tép, 290 một hộp nha. Những người mà ta già ta ăn rau không được đó mọi người, mua cái này về uống nha. Những người già là họ ăn rau không được, họ hay bị táo bón. Họ bị táo bón. Những người già hay bị táo bón vì ăn ít, uống ít. À, uống ít nước nữa là nó dễ bị táo bón, là mua cái này cho uống, pha ra nước lọc uống là bình thường, thơm thơm mùi rau, nó cũng có vị ngọt ngọt của rau củ thôi chứ không phải ngọt đường. Đó, một cái hộp này là 290.000 nha mình. Cái này mình uống uống hết rồi mọi người, còn trừ lại tép rồi. Trừ tép này để cho mọi người xem thôi, chứ còn mình uống hàng ngày luôn á, mình uống cái này hoặc là mình uống viên rau. Đó, là trong nhà mình lúc nào cũng có, ai muốn uống loại nào uống cứ khui ra vậy đó. 290 một hộp nha. Trẻ em mà nó lười ăn rau á, nó không ăn được rau đó. Ví dụ mấy cái bé mà còn cái tuổi mà chưa mọc răng đó mọi người, thay vì là các mẹ là phải mua rau này bỏ trong sữa trong cháo đó, mình phải đi mua rau, mình phải mua rau sạch đồ này rồi chế biến này nọ mà nhiều khi nó không ăn á, thì có thể mua cái bột rau này nè, pha cho nó uống luôn nha. Pha cho nó uống được. Cái gì mà em bé uống được là cái sản phẩm đó là tốt rồi đó. Đó, phụ nữ mang thai cho con bú gì uống cái này cũng đều tốt hết, ai uống cũng tốt hết nha. Chị em mà muốn đẹp da uống này nó cũng đẹp da luôn nha. Nó rất là nhiều vitamin khoáng chất nha mọi người. Còn cái này là sâm tẩm mật ong nha. Sâm tẩm mật ong mọi người, 700.000 hộp nay sale cho mọi người còn 600 nha. 600.000 hộp này, 200g nha. Loại này loại cao cấp nha mọi người. Loại này cao cấp là 600.000 một hộp nha. Hồng sâm tẩm mật ong. Ai mua thì cứ inbox địa chỉ số điện thoại shop nha. Còn nếu mọi người muốn mua cái loại rẻ hơn thì mọi người mua loại này nha. Loại này đang sale 350 một hộp nè. Ăn là ghiền luôn nha nhà mình. Cái này ăn ghiền lắm. Mình mà khui ra là mình ăn chừng 2 ngày chấm hết hũ này á. Một ngày mọi người khui ra ăn ngày 2-3 lần, mỗi lần 2-3 lát, nói chung ngày 10 lát đổ lại thôi nha. Đừng ăn nhiều quá nó dư. Mà khui ra mà để trước mặt rất là ghiền lắm, bốc hoài luôn á. Tại vì nhà bây giờ là ngoài cái sâm nước ra, rồi thêm cái sâm tẩm mật ong này nữa, ăn chưa hết rồi nhà mình. Ai muốn mua sâm tươi mà về tự làm thì mua mình mua thì inbox qua số Zalo 092566 mình đưa hàng cho lựa. Cái sâm tươi á là mọi người được lựa trực tiếp luôn nha. Mình gửi ra từng khay đó, mọi người nhìn cái khay nào mọi người ưng mắt rồi ngồi lựa thôi. Là mỗi ngày người ta sẽ soạn ra, người ta soạn cái sâm tươi ra, xong rồi mọi người ưng cái khay nào mọi người lựa cái khay đó là người ta báo giá nha. Giá sâm thì nó thay đổi theo cái lô hàng mà nhập về, chứ không có một cái giá nhất định, nhưng mà nó cũng là xem thôi à, chịu. Thì tùy theo là 6 củ hay 7 củ hay 3 củ hay 30 củ sâm hầm gà hay là sâm ngâm rượu tùy nha. Thì mọi người mua về tự làm cũng được nè. Đây, cái này mình làm nguyên hũ nè, là hũ đầy đó, ăn gần hết rồi đó. Một cái hũ này nè, chỉ cần khoảng nửa ký sâm thôi là đầy một hũ rồi đó. Mua 1 ký là được 2 hũ nha. Mà mua cái sâm mà để ngâm mật ong này nè, nó rẻ chứ nó không mắc. Tại vì nó mình không có mua cái sâm có rễ nha mọi người. Cái sâm tươi nè, mọi người mua cái sâm nó không có rễ thì nó mới rẻ. Nó sâm có rễ là nó đẹp á, thì người ta bán nó mắc. Đây mọi người, tùy theo này, ví dụ cái này là 5 củ 1 ký nè. Cái này là 5 củ 1 ký nè. Mọi người mua cái loại nào thì mọi người cứ inbox thôi, nó nhiều loại lắm, có loại to, có loại nhỏ, nó nhiều loại lắm. Là mỗi ngày nó có cái đây cái sâm mà hầm gà, mọi người mua cái nhỏ nhỏ này về hầm gà nè. Hầm gà nó thơm mà nó ngon.
Rồi trứng yến, đây mọi người mua về trứng yến cũng được. Đó. Cái rễ thì rửa sạch đi, nếu mà người nào mà không ngâm rượu, cái rễ rửa sạch đi xong bỏ mấy sấy sinh tố mọi người xay lên nha. Xay lên là bỏ ngăn đá là xài dần. Thì tùy theo là cái số lượng củ trong một ký thì nó sẽ có giá, mà giá nó theo ngày nha mọi người, chứ mình không có báo giá trước đây đây được nha. Nhưng mà cái sâm mà hầm gà đó nó khoảng triệu, hơn triệu một ký, tùy loại, tùy số củ đó, hơn triệu một ký thôi, trên dưới 1 triệu tùy theo cái sâm đẹp hay sâm không được đẹp lắm nha mọi người. Mọi người hôm nay các bạn này bạn mới lên lọc vườn cây, bỏ lên cái tết này mọi người, lâu lâu đá vô cái này nói một cái này để cho nó đỡ cân. Cây đắng nhỉ, chú còn sống nhưng em gái và cháu gái ký hợp đồng mai táng thì họ cho là bình thường, còn con gái đi khai tử cho ba để được chôn là có vấn đề, đi sang tên tài sản của cha là không được phép. Tim bố đời đang nhức đầu mọi người ha. Cái lúc mà ổng lên trên báo mà ổng trả lời mà có 4 đứa cháu là cái hình này mọi người. Tôi năm 2016 á, ổng lên báo ổng trả lời á là gia đình tôi là có 4 đứa cháu đó, là cái hình này nè, 4 đứa, lúc này mới có 4 đứa nè. 4 đứa cháu thôi. Hình đẹp. Hình này ổng đẹp, chồng Hồng Loan lúc này cũng mignon, còn đẹp nè. À, ông Vũ Linh thì lúc này còn thành thái rất là ok nè. Lúc này chưa có bệnh gì hết nè. À, tươi rói luôn, ai cũng đẹp mọi người, cái hình này cũng đẹp hết á. Tim bố đời. tim gọi là tim ăn cướp. Đây người ta bình luận nè mọi người, ăn xác là lúc mất rồi, còn đằng này chú còn sống mà nó đã lo ký hợp đồng mai táng là nó ăn thịt tươi luôn rồi, quá đáng sợ, quá khủng khiếp. Đây các bạn này, bạn ghi nè, lúc ba em vừa mất dù đau lòng nhưng những người thân chia nhau mỗi người một việc, con cái trong gia đình phải đi làm giấy khai tử báo tử ở phường, thì khi có giấy đó mới được thông quan đem đi thiêu hỏa táng và lấy cốt mang về. Việc chị Hồng Loan đi làm giấy khai tử cho chú đâu có gì sai đâu, bắt buộc phải đi làm nha mọi người, chết là bắt buộc phải đi khai tử, bắt buộc phải đi khai chứ không phải là tự ý đi khai, không khai đâu có làm lễ làm này nọ kia được. Cơ quan chính quyền người ta sẽ hỗ trợ mình làm cho nó nhanh, có khi là mình báo thôi, người ta tự đem đến nhà cho mình luôn. Trong khu vực địa phương mà có người chết là cái chính quyền người ta phải nắm, người ta thay đổi dân số người ta phải nắm chứ đâu phải là muốn làm gì làm. Nói chung là cái bên kia là cái bên ngược đời, nó tào lao. Nói chung là bên nhà ông Vũ Linh á thì nói chung là cái cuộc đời của ổng là quá khổ rồi. Hồng Loan cũng khổ kiểu khác, ổng khổ kiểu khác, nhưng mà thấy hai cha con đều khổ và cuối đời thì lại không được sống gần con là cũng một cái thiệt thòi cho ổng rồi nha mọi người. Là không được sống với vợ nè, rồi cuối đời là không được sống cùng con cháu nè, để sống với cái lũ gọi là cái lũ tham lam. Nên vậy thì ổng rất là khổ mọi người, chính ra là lúc cuối đời là ổng cô đơn nha, ổng cô đơn ngay trong chính ngôi nhà của mình, ổng cô đơn nha mọi người, chứ không phải ổng không cô đơn đâu nha. Tại vì khi mà ổng muốn chia sẻ gì á thì ổng không có người chia sẻ, vì những cái người mà đang sống trong nhà ổng, ổng không thể chia sẻ được, vì ông nhìn thấy được cái âm mưu thâm độc của cái lũ quỷ đó, ông nhìn thấy hết, ông không thể chia sẻ được. Như vậy là ông cô đơn trong ngôi nhà của mình nha, ông cô đơn đó. Mặc dù là nhà rất là đông người, có người, lúc nào cũng có người, nhưng mà lại cô đơn vì không chia sẻ được với ai hết. Cái khúc cuối là ông không chia sẻ được. Con thì lâu lâu mới về, cuối tuần mới về, thì ngày thường con nó đi học nó phải ở đó nó lo con. Cuối tuần tụi nó học tiểu học thì nó thứ bảy chủ nhật tụi nó được nghỉ thì mới đưa về thăm thăm ông ngoại, chứ đâu phải đưa mỗi ngày mọi người.
hè thì nó về về mỗi ngày hoặc Tết nó mới về, chứ còn mà ngày thường là cuối tuần mới về. Thì là ổng gọi là cô đơn trong ngôi nhà của mình á. Lúc những lúc rảnh rỗi mà không có ai là ổng ngồi nằm suy tư dữ lắm nha, suy tư dữ lắm, chuyện đời, chuyện nhà, chuyện này kia. Tính ra là ổng khổ chứ ổng không có sướng. Đó. Họ cho ăn cho uống đầy đủ thiệt đó, nhưng mà cái thiếu cái người mà để mà chia sẻ tâm tình đó mọi người, thiếu nha. Cái vấn đề đó là ổng thiếu đó. Chứ còn mà như người ta, người bình thường khác là người ta có gia đình đầy đùm đùm đề đề, người ta đề hoài á thì người ta hạnh phúc. Mặc dù ổng là có người chăm sóc nhưng mà ổng cũng vẫn thiếu. Ổng vẫn thiếu nhưng mà người thiếu tình cảm đó. Vì ổng nhìn ra thấu tâm can của cái đám tham lam đó, ổng nhìn thấy hết. Ổng nhìn, ổng biết, ổng nghe, ổng biết, ổng thấy hết. Và ổng buồn mà ổng lo lắng nha. Ổng buồn mà ổng lo lắng, vừa phải lo bảo vệ bản thân, vừa phải lo bảo vệ con của mình. Nhưng mà lúc đó sao nhà ổng không gắn cam ta? Sao lúc đó ổng không gắn cam? Ổng phải gắn cam trong nhà ổng, để ổng nằm chỗ nhưng mà ổng vẫn quan sát được. Ổng không có gắn cam. Mà cái con quỷ kia nó trong phòng nó có cam, mọi người thấy không? Trong phòng của nó có cam đó, hồi lúc mà quay lên nó có cái cam để trên cái trong góc á. Có cam đó mọi người. Nói chung là ổng cũng khổ mà con ổng cũng khổ. Hai người không có gì sung sướng. Tiền thì làm ra rất nhiều, bị chúng là rỉa hết. Rồi tiếp theo nhà mình, ai muốn giảm cân không ạ? Giảm cân thì mọi người có thể mua cái này nha. Giảm cân thì có nhiều sản phẩm giảm cân, mình sẽ đưa hết cho nhà mình lựa nha. Cái này là viên uống giảm cân Miami, có thể giảm tối đa 12kg. Tối đa 12kg với điều kiện chúng ta phải ăn kiêng và chúng ta phải tập luyện nha. Chứ còn nếu chúng ta không ăn kiêng, chúng ta tập luyện thì chúng ta không giảm tới số này. Một hộp này uống 2 tháng rưỡi nha. Trong này có 75 túi, chúng ta uống mỗi ngày một túi. Rồi uống 2 tháng rưỡi, 490, sale còn 390 một hộp nha. Đó là cái giảm cân Miami. Còn ai không muốn giảm cân Miami, mọi người có thể uống cái viên này. À, cái viên này là giấm đen giảm cân nha nhà mình. Cái này là giấm đen giảm cân của Orihiro. Cái này mình uống rồi nha mọi người. Cái này rất là hiệu quả nha. Uống nó sẽ không bị mệt nha mọi người. Uống cái giảm cân này nó không bị mệt đâu, mà nó giảm rất hiệu quả. Chị em nào muốn giữ dáng giữ cân mọi người nên uống cái loại này. Một cái túi này uống được 54 ngày. 54 ngày mình uống là được gần 2 tháng rồi đó. 220 một túi, mua 3 túi miễn ship nha. Ai mà đang muốn giảm cân thì mua cái loại này uống hiệu quả nè. 3 túi là miễn ship. Còn ai mà cái người mà không có mập lắm đó mọi người, mà béo bụng á, thì cái này là béo giảm béo bụng của DHC nha. DHC, cái này là của DHC. Một túi là 150 nha mọi người. Uống được 20 ngày nha. Một túi là 150, uống được 20 ngày. Chị em nào muốn giảm béo bụng đó là một của DHC, mua loại này uống nè. Combo 3 túi là miễn ship nha. 3 túi là miễn ship. Rồi ai mà muốn giảm béo bụng của DHC thì mình cứ inbox địa chỉ số điện thoại cho shop nha. Để mình giới thiệu cái thành phần cái này cho mọi người biết cái này luôn nha. Giảm béo bụng DHC. Một ngày là mọi người uống 3 viên nha. Cái này là một ngày mọi người uống 3 viên. Chia làm 3 lần ra, sáng, trưa, chiều, tối. Uống một lần, một ngày 3 viên nha. Cái thành phần ở trong này á, là nó sẽ có cái thành phần thứ nhất đó là có nhân sâm nha mọi người. Có nhân sâm nè. Có bột mầm lúa mạch nha. Với lại là cái chitosan. Cái chitosan là một cái thành phần mà có trong cái tôm cua mọi người, trong vỏ cua nha. Cái viên uống này là nó từ vỏ cua, hạn chế hấp thu chất béo gây béo bụng và hay làm giảm lượng nước tích ở đùi, bắp tay, trả lại cơ thể thon gọn một cách tự nhiên và an toàn. Đó, mọi người, là từ vỏ cua nè. Cái thứ hai nữa là chitosan là một chất xơ tự nhiên có khả năng giảm lượng chất béo hấp thu vào cơ thể, từ đó hạn chế tăng cân béo bụng và béo đùi. Chitosan còn giúp no lâu, gây hạn chế cảm giác thèm ăn, hỗ trợ hạn chế nạp thêm thức ăn giàu năng lượng vào cơ thể, đặc biệt là người thích ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ hoặc là ăn khuya, là mọi người nên uống cái viên này nha.
Rồi cái nữa là nó sẽ giảm cái lượng nước mà tích trữ trong cơ thể, giảm thiểu lượng chất béo mà cơ thể hấp thu. Do đó là mình sẽ không có ăn tinh bột nhiều nè, nó giảm hạn chế tối đa lượng đường tinh bột mà cơ thể hấp thu, từ đó mang hiệu quả giảm cân. Rồi ai mà đối tượng nào mà ăn nhiều dầu mỡ hay ăn khuya thì nên uống loại này ha. Người nào muốn hỗ trợ giảm cân duy trì cân nặng thích hợp cũng nên uống nè. Người có hàm lượng mỡ máu cao cũng nên uống nha. Ngày 3 viên chia đều 3 lần trong ngày, uống sau bữa ăn nha. Rồi một túi là 150.000, combo 3 túi là miễn ship nha. Chị em nào béo bụng, béo đùi, béo cắp tay, bắp chân gì đó, mình muốn làm mình uống cái viên này một ngày 3 lần nha. Mọi người thấy là thành phần là từ cái vỏ cua thôi nha, vỏ cua đó. Rồi ai mua thì cứ inbox địa chỉ số điện thoại shop nha. Đó là giới thiệu mọi người được 3 loại giảm cân này nha. Còn cái loại giảm cân tiếp theo là giới thiệu mọi người cái trà nha. Trà giảm cân nha mọi người, trà ổi nha. Mọi người có thể sử dụng cái trà ổi đây. Giảm cân nhà mình có thể dùng cái trà này hàng ngày nè, thay nước lọc nè. Một cái túi này 60 gói nha. Trà ổi này là 240 một túi, nay sale còn 160 nha. Chị em uống thay nước lọc hàng ngày, ngày uống 2 gói cho mình. Mình muốn giảm cân mình uống 2 gói. Cái gói nó giống vậy nha. Đây. Một cái dây này là 10 gói nè. Một dây này là 10 gói, mọi người cứ ngày làm 2 gói túi lọc này nè. Là mình uống là nó sẽ hỗ trợ mình giảm cân. Đó. Trà này hả? 100% là từ lá ổi nha mọi người. 100% là từ lá ổi nha. Đó, uống không có tác dụng phụ gì hết. Những người nào tiểu đường uống cái này cũng tốt nha. Nó sẽ ổn định đường huyết nè. Ổn định đường huyết là mua cái trà này uống. Rồi nó cũng thanh lọc cơ thể cho mình luôn nha. 160 một túi là giảm cân đó mọi người. Trà giảm cân đó. Rồi cái trà này là cái trà giảm mỡ nè. Còn cái trà này thì trà giảm mỡ nha. Một cái túi này á là cũng 60 gói luôn. Uống trà này nó cũng giúp giảm chất thèm ăn, giảm cảm giác thèm ngọt nè. Nó sẽ lấy cái mỡ trong cơ thể mình đi nuôi lại mình luôn nha. Những người nào mà tiểu đường uống cái này cũng tốt nè. Nó cũng hỗ trợ ổn định đường huyết luôn nha. Rồi nó cũng giúp thanh lọc cơ thể, giúp làm đẹp da luôn đó. Rồi 160 một túi, sale 160 một túi luôn nha. Cơ đồng giá. Rồi tiếp theo giới thiệu nhà mình các sản phẩm DHC tiếp nha. Viên rau củ nè, 32 loại rau củ. Những người nào bị táo bón là nên uống nè. Những người nào mà ít ăn rau, lười ăn rau cũng nên uống nè. Những người mà già đó, không mà ăn được rau thì uống vô để có đủ chất xơ nè, đủ vitamin khoáng chất. Chị em nào muốn đẹp da cũng uống được nha. 300.000 một túi, ngày uống 4 viên chia 2 lần. Cái viên rau này chị em có thể uống kết hợp với cái viên collagen này luôn nha. Rồi vừa viên rau này vừa collagen này, vừa cái viên vitamin C, mọi người cái combo này là chị em muốn là da sẽ đẹp mịn màng trắng sáng luôn nha. Da đẹp mịn màng trắng sáng thì mua nguyên combo này nha. Một combo này là 730 nha mọi người. Một combo này 730 nha. Uống được 60 ngày nha mọi người. Cái này còn cũng 60 ngày nè. Cái thằng này cũng 60 ngày mà cái thằng này cũng 60 ngày. Đó, chị em mua nguyên combo này nè, uống nguyên combo thì được miễn ship nha. 730, uống vừa đẹp da mà vừa trắng sáng á, là chị mua combo này. Đó, vừa đẹp vừa trắng là mua combo này cho mình nha. Còn cái này một túi này là 150 nha. 150 một túi, mua 3 túi miễn ship nha. Vitamin C nè, DHC nè, một túi uống 60 ngày. Đó. Còn collagen là một túi là 300 nha. Còn cái viên rau này là cũng túi cũng 300. Rồi 730 một combo này, ai mua là miễn ship nha. Combo rau củ DHC, collagen và vitamin C. Còn cái viên uống này là viên uống canxi nha mọi người. Canxi magie nha. Canxi magie của DHC. Một túi này 350, nay sale còn 250 nha nhà mình. Canxi DHC. Những người nào mà loãng xương đó, những người nào mà muốn răng chắc khỏe, xương chắc khỏe đó, thì chúng ta nên uống cái loại canxi này. Một cái túi này là uống được 60 ngày. Một ngày uống 3 viên nha.
một ngày uống 3 viên, mọi người chia làm 2-3 lần gì đó. Rồi ai muốn mua canxi magie thì chúng ta mua loại này. Những người mà còn nếu mà nhà mà có các bé nha, có các bé đó mà muốn cho nó mau cao lớn á, đây thì uống cái canxi này nha. Cái canxi này thì nó có thêm cái thành phần CBB nè, thành phần nó giúp phát triển thêm chiều cao. Đó. Thành phần CBC trong một ngày uống là 4 viên thì nó tương đương với lại 8 lít sữa nha. Rồi cái này hôm nay sale đồng giá luôn nha mọi người, là 250 một túi nha. Hôm nay sale đồng giá là canxi, mọi người mua canxi magie hay là canxi CBB gì cũng được nha. Muốn xương chắc khỏe, răng chắc khỏe thì chúng ta bổ sung thêm canxi. Mọi người canxi mà của Nhật đó nhà mình là nó thành phần là hoàn toàn tự nhiên nha. Đó nó thành phần tự nhiên chứ không có để mình giới thiệu chi tiết cho nhà mình nha. Canxi DHC. Hôm nay sale là đồng giá nha mọi người. Đồng giá cho mọi người là 250 một túi nha. Ai mua thì cứ inbox địa chỉ, số điện thoại nha. Cái mọi người quan tâm á, là mọi người phải quan tâm là cái canxi này là cái canxi tự nhiên hay là canxi gì. Cái thằng canxi này nè là nó có cái vị thơm của sữa nha, thì giúp cho trẻ em á, nó có thể nhai hoặc là uống đều được nè. Có bổ sung vitamin D này, thúc đẩy tổng hợp canxi nè, giảm loãng xương ở người cao tuổi và còi xương ở trẻ em, hỗ trợ phát triển chiều cao, giúp xương chắc khỏe, răng chắc khỏe. Mọi người mua cái loại này nha. Ngày uống 4 viên chia làm 2 lần uống sau ăn. Và cái thành phần mà canxi ở trong này đó, nó sẽ cái thành phần CBB á, là nó bằng 8 bằng ta uống 8 lít sữa nha mọi người. Uống 8 lít sữa đó. Còn cái thành phần canxi của cái bịch này nè thì nó có bổ sung thêm magie nha. Nó vừa có canxi mà nó vừa có magie. Một 100% thành phần chiết xuất thiên nhiên, an toàn lành tính với hầu hết người sử dụng nha. Cái này nè, 100% là hoàn toàn là thiên nhiên thôi. Viên nén dễ uống, dễ hấp thu. Rồi ai muốn xương chắc khỏe, răng chắc khỏe, phòng ngừa bệnh loãng xương, mềm xương, tụt canxi trong máu thì mọi người nên bổ sung cái loại này nha. Rồi trong này nó cũng có bổ sung vitamin D để tăng cường hấp thu canxi, kẽm, sắt, phòng ngừa các cái trường hợp mà loãng xương là bị chuột rút cứng cơ đó mọi người nha. Ai mà cứng cơ là nó thiếu canxi, hoặc chuột rút là cũng thiếu canxi nha. Lâu lâu mà mình mà ngủ mà mình làm mà sao mà cơ nó cứng lại hoặc là xương nó bị chuột rút á thì mọi người biết là nó thiếu canxi nè. Hỗ trợ phát triển chiều cao nè và hỗ trợ hoạt động tim mạch thần kinh hoặc là các vấn đề sức khỏe gặp trong cái giai đoạn mãn kinh á, chị em trong giai đoạn mãn kinh cũng nên bổ sung canxi nè. Uống ngày 3 viên và nên uống buổi sáng. Sau ăn khoảng 30 phút đến 1 tiếng nha. Rồi hôm nay mình sale đồng giá cho mọi người là 250 một túi nha. Sale đồng giá 250 một túi. Rồi ai mua canxi loại nào thì cứ inbox địa chỉ số điện thoại ra shop nha mọi người. 350 một túi, hôm nay sale cho mọi người là còn là 250 một túi nha. Nếu mà muốn phát triển chiều cao á thì uống loại này nha. Có giữ chiều cao cho bé, bé thì có bé, nhà nào có bé thì mua cái này cho mình. Đó. Còn cái viên này là viên uống trắng da DHC nha, mình chị em mà muốn da trắng sáng bạch tông đó. Da mình không đều màu nè, da mình sạm nám nè, mình muốn sáng á, mọi người mua cái viên này. Cái hàng này chiết xuất hạt ý dĩ nó cũng là tự nhiên hết nha. Một túi là 140, mua 3 túi miễn ship. Một túi uống được 20 ngày nha. Còn cái này là vitamin tổng hợp. Một túi này là mọi người uống 60 ngày. Một ngày uống 1 viên nha. Trong này bổ sung 12 loại vitamin cần thiết cho cơ thể.
200.000 một túi, nay sale còn 160 nha. 200.000 túi theo rồi 160. Còn cái này là viên kẽm DHC nha nhà mình. Một ngày là bổ sung một viên. Những người nào mà ăn uống mà không ngon miệng á, mình mua kẽm mình uống vô nha. Những người mà bị mụn á cũng nên uống kẽm nha. Hai cái thành phần đó là nên bổ sung kẽm. Kẽm nó còn giúp cho là mình ăn ngon miệng đó. Mọi người nhớ trong cái mùa dịch á là người ta bán rất là chạy, thứ nhất là kẽm này, thứ hai vitamin C này, thứ ba là D3 nè. Đó, để giúp và tăng sức đề kháng đó. Rồi cái này thì giúp cho anh ngon miệng đó. Là 150 một túi nha mình, 150 một túi nha. Còn cái này là bổ sung vitamin B nha nhà mình. Trong này là các thể loại B luôn nha. B1, B2, B6, B9, B7 gì cũng có luôn nha. B7 là biotin đó mọi người nha. B7 là biotin đó. B1, B2, B6, B12. Với lại mấy cái này là chữ nhật động được mọi người. Đây. Rất là nhiều loại B trong này. Tổng hợp vitamin B. Một ngày uống 2 viên nha, 150 một túi nha. Vitamin B 150 một túi. Còn cái này là viên uống chống nắng mọi người, cái này thành phần cũng là hoàn toàn tự nhiên nha, một túi 30 viên là 250 nha. Còn viên uống này là viên yến sắt cho nhà mình, bổ sung sắt á. Chị em mà từ 15 tuổi đến 45 tuổi trong giai đoạn mà kinh nguyệt á là mình nên bổ sung sắt. Một túi này là uống được 60 ngày, một ngày uống 2 viên. 350 một túi, nay sale còn 290 nha. Sắt 290 một túi. Son DHC, son dưỡng môi, có màu đỏ, màu vàng, hồng, màu cam và không màu, 150 một cây. Mọi người muốn lựa màu nào lựa, hoặc là không màu cũng được nha. Nó có không màu. Rồi viên uống thon đùi. Chị em nào mà đùi to mình uống cho nó xanh chắc lại nha. Đùi to, đùi nhão đó, mình uống cho nó xanh chắc lại. 200.000 một túi nha chị em. 200.000 túi uống được 20 ngày nha. Mọi người để mình là mình cắm cái sạc vô không á, sắp hết pin nha. Mọi người muốn mua DHC loại nào cũng có nha. Cái gì mình chưa quảng cáo ở đây thì mọi người cứ gửi cái hình nha. Cái gì mà chưa có quảng cáo ở đây mọi người cứ gửi cái hình cho shop nha mọi người, thì mọi người shop sẽ giao hàng nha, báo giá là giao hàng nha mọi người. Còn nhiều lắm, DHC có nhiều loại lắm. Vitamin E rồi này nọ. Có vitamin E về bỏ đâu rồi ta? Biết có cái túi vitamin E nữa đâu. Bổ não rồi vitamin E rồi à. Nhiều lắm mọi người, nhiều loại lắm. Mọi người cứ cần cái gì DHC mọi người cứ inbox địa chỉ số điện thoại nha. Không thấy vitamin E ở đây mọi người. Vitamin E 200 một túi nha mình. Vitamin E DHC 200 một túi. Còn cái này là viên ngậm nha, viên ngậm sáng mát của Orihiro. Một cái túi này là 280, sale còn 190 nha mọi người. Một ngày nhai 4 viên, mua cho nó sáng mắt. Ai có vấn đề gì về mắt á, mình nhai cho sáng mắt. Bổ sung vitamin khoáng chất cho mắt. Đó, mọi người thấy là từng khay đó mình để riêng cho nó dễ quản lý đó. Nhiều lắm mọi người, nhiều thứ lắm. Ai cần gì thì cứ